Hai đám mây, đến ngày hôm nay anh đã hết sạch ho nhờ hộp chanh đào của em. Để đáp lại ân tình, anh cũng muốn gửi tặng em một món quà nhỏ, mong hữu ích và em sẽ không chê. Anh gửi anh Phong chủ quán mọt, em chủ động hẹn rồi qua lấy nhé. Hai Win. Trời ơi, Hai Win ơi là Hai Win. Lại còn tặng quà nữa chứ. Gì? Alo anh ạ. Em là Vân Vân 3 chấm đây ạ. Biết rồi, đã xóa số đâu, có gì nói luôn đi. Anh ơi, anh Hai Win bảo là anh ý có để đồ của em ở chỗ anh ý, có đúng không ạ? Ờ. Mà cái chỗ tôi bây giờ thành cái trạm trung chuyển cho các người à? Đâu, tại vì là anh ý không muốn lộ mặt đấy chứ. Hay là hôm nào anh dẫn em gặp anh ý nhá. Không, gặp gỡ gì vớ vẩn. Khiếp, người đó mà khó tính thế cơ chứ. Thế để tí nữa em qua lấy nhá. Bây giờ là mệt lắm, mệt không muốn gặp ai đâu. Ở nhà lo học hành đi, lúc nào rảnh qua cũng được mà. Vâng, thế ngày mai tan học em qua, được không ạ? Mai làm việc với bên xuất bản rồi. Cứ biết thế đi, xong rồi có gì tôi khai báo nhá. Vâng. À, anh ơi, em nghĩ là anh nên học một ít cái nét dễ thương của anh Hai Win đi ạ. Bởi vì là em thấy anh hơi cau có, mà cau có thì mau già. Mà anh thì cũng già sẵn rồi ý. Dạo này to gan nhỉ? Thế thì đừng mong nhận quà nhá. Ơ không, em là em chỉ đang mang tính góp ý với anh thôi. Không có gì đâu ạ. Thì mai hôm qua nhá, em cảm ơn anh. Bye bye nhá. Ơ này không. Hai Win ơi. Tập trung học bài giúp mẹ. Tại sao cứ phải chành chọe như thế nhở? Cái chỗ này chật lắm, em ngồi đây có làm sao có học bài được. Mẹ biết là như thế nhưng thôi bây giờ con cố gắng một chút đi. Đây là chỗ của người lớn, còn vừa cao là còn xấu nữa. Con không thích học bàn này đâu. Thái độ của con là như thế nào đấy hả? Con ra đây ngồi mẹ nói chuyện với con. Em ngồi được thì con cũng ngồi được. Nhà mình có cái gì thì dùng cái đó, con hiểu chưa? Không, con sẽ bảo bố đừng mua cho con cái bàn mới. Hoặc là bảo bố chở cái bàn cũ con ra đây. Mẹ nhắc lại một lần nữa này, hoàn cảnh nhà mình bây giờ khác rồi. Không phải là con muốn cái gì là được cái đấy đâu.